Xin chào các bạn, làm thế nào để có một phòng chiếu phim gia đình và chúng ta cần phải có những bước và những cái kiến thức chuẩn bị gì để trước khi chúng ta setup một phòng chiếu phim gia đình tại gia của chúng ta, một phòng chuyên nghiệp, phòng home cinema. Cái video này Vũ xin được chia sẻ cho các khách hàng cũng như là chủ đầu tư cũng như các bạn đang theo dõi kênh follow của Thiên Phụ Audio. Các bạn có thêm kiến thức để chúng ta có những sự chuẩn bị. Nếu sau này chúng ta có dịp chúng ta sẽ đầu tư thì chúng ta sẽ biết thêm và chúng ta sẽ chọn ra mình và làm cho mình một cái phòng vừa ý nhất có thể. Để chuẩn bị cho một phòng chiếu phim gia đình, khách hàng chúng ta sẽ lưu ý 7 bước. Thứ nhất là về diện tích phòng. Thứ hai là về cách âm và tiêu âm âm thanh của phòng. Thứ ba chính là về phần phong cách cũng như là thiết kế nội thất của căn phòng đó. Thứ tư là về ánh sáng. Thứ năm là về hình ảnh, tức là chiếu, màn chiếu hay là máy chiếu gì đó. Thứ sáu là về âm thanh. Và thứ bảy là những hạng mục khác. Và những hạng mục khác này nó không tất cả đều liên quan đến cái phòng xem phim này. Bây giờ thì mời các bạn cùng Vũ đi theo từng bước để Vũ phân tích cho các bạn kỹ hơn, rõ hơn từ phần nhé. Đầu tiên thì Vũ sẽ nói về cái phần thứ nhất, đó chính là cái phần diện tích. Thì đa phần các khách hàng chúng ta sẽ chuẩn bị một cái căn phòng. Thì đương nhiên chúng ta xây một cái căn nhà trị giá cao thì không phải nào là chúng ta xây để xác định cho cái phòng chiếu phim và ưu tiên cho phòng chiếu phim như vậy được. Cái video này Vũ muốn chia sẻ lên cho các bạn là khi mà chúng ta lên phần móng, phần trần hoặc chúng ta định lượng được sẵn là chúng ta sẽ có nhu cầu, thì cái phần này chúng ta phải nên tham khảo trước để chúng ta phối hợp với lại bên kiến trúc sư để vẽ chúng ta cho hợp và hài hòa giữa cái căn nhà của mình và hài hòa giữa cái nhu cầu của mình luôn. Thì đối với phòng chiếu phim hiện bây giờ ở đa phần phòng thì có hai những dạng phòng cơ bản thôi các bạn, thì chỉ có hình vuông và hình chữ nhật. Thì đối với hình vuông thì thật ra phòng nào chúng ta cũng lắp được về cái phòng chiếu phim cả, nhưng mà để mà chúng ta có đầy đủ và khi mà chúng ta đầu tư nó bài bản, nó chỉnh chu hơn, Vũ khuyên các bạn nên là ưu tiên cái phòng chữ nhật hơn. Và về phòng chữ nhật thì chúng ta cũng phải về hướng xem cũng vậy, chúng ta sẽ sử dụng là hướng chiều dọc nha các bạn ha, chúng ta không nên sử dụng hướng ngang. Tại vì hướng ngang nó sẽ gây hạn chế về nhất là bố trí loa, cái thứ hai là góc xem, thứ ba là về cái máy chiếu và tầm lớn của màn hình, nó sẽ hạn chế rất là nhiều thứ. Nên như vậy là vì nếu mà giữa hình vuông và hình chữ nhật thì các bạn nên chọn là hình chữ nhật, và về góc độ âm thanh và hình ảnh thì chúng ta cũng chọn hình chữ nhật vì nó sẽ giúp cho các bạn có một căn phòng chuẩn và bài bản hơn rất là nhiều. Các bạn có thể tham khảo ở các video của bên châu Âu hay là ở nước ngoài, các bạn sẽ thấy. Rồi, ok, như vậy là các bạn đã nắm thông tin về cái diện tích. Còn đối với cái diện tích mà phù hợp thì các bạn nên ở cái size tối thiểu, các bạn bề ngang các bạn phải tối thiểu là 4 cho các bạn ha, chiều ngang nha, để chúng ta có thể xài được những cái màn hình như là 120 cho đến 150. Chứ còn nếu mà phòng chiếu phim mà chúng ta chỉ sử dụng một cái màn mà chỉ được 80 hay 90 thì nó rất là lãng phí cho các bạn. Tại vì khi mà đã chiếu phim rồi chúng ta nên chọn những cái size màn to, đó là nên chiều ngang tối thiểu cũng phải là 4m nha các bạn ha. Còn đối với những cái phòng mà nhỏ thì vẫn có thể làm được, các bạn thì có thể sử dụng 8-100 inch, vẫn được 80 hay 90 gì đó thì vẫn được thôi. Thì về cái trải nghiệm phim mình vẫn phải phê thôi. Chúng ta có nhiều cái cách để chúng ta làm, thì chút nữa hẹn các bạn trong cái phần tiếp theo để mình sẽ phân tích tại sao mình lại như vậy ha, phần âm thanh. Ok, phần thứ hai các bạn cần phải lưu ý chính là cái nội dung là cái hạng mục cách âm và tiêu âm. Và trong cái video này Vũ muốn chia sẻ các bạn hiểu rõ hơn về cái phần hạng mục mà cách âm và tiêu âm. Thì cái việc cách âm các bạn phải định nghĩa được rõ ràng là như vậy, là cách âm tức là không cho âm thanh từ trong phòng lọt ra phía ngoài nha các bạn, lưu ý nha. Còn tiêu âm là xử lý âm, triệt tiêu âm trong nội bộ căn phòng nha các bạn ha. Nên bạn thường khách hàng hay rất là nhiều hiểu lầm việc mà cách âm và tiêu âm. Việc xử lý âm trong phòng là nó chỉ là triệt tiêu âm trong cái phòng này thôi, nhưng mà nó vẫn có thể lọt ra ngoài. Còn cách âm mới là đảm bảo việc là không cho âm thanh lọt ra ngoài. Rồi, đó là hai một, thì Vũ nghĩ là sau chia sẻ này các bạn cũng như là khách hàng, các chủ đầu tư cũng sẽ hiểu rõ hơn, để chúng ta có thể khi mà chúng ta đặt vấn đề với đơn vị chúng ta cũng sẽ hiểu và có một chút kiến thức để chúng ta nói chuyện. Rồi, về cái việc mà cách âm á và tiêu âm chúng ta có nên xử lý ở phòng phim gia đình hay không, thì theo Vũ, đối với ở Việt Nam mình á, thì đa phần cái phòng chiếu phim á nó sẽ có hai dạng, đó chính là cái phòng chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây là sao? Chuyên nghiệp ở đây tức là nó giống như một rạp chiếu phim các bạn. Phòng thứ hai nó là gồm nôm na gọi là home cinema,
thì nó là một căn phòng riêng biệt để dành cho gia đình chúng ta để xem phim lẫn để có những buổi cuối tuần con cái vợ con hay là ông bà để chúng ta coi phim với nhau chung đó. Thì thật ra đối với những cái phòng như vậy á thì chúng ta đừng có quan tâm quá về vấn đề cách âm các bạn ha, vì khi mà cái âm lượng khi mà chúng ta xem trong gia đình á nó cũng ở hạn mức là vừa phải thôi, nó không phải là quá lớn ha các bạn ha. Rồi còn đối với những cái căn phòng mà để chúng ta mà muốn cách âm hoàn toàn luôn á để tránh ảnh hưởng á, thì chúng ta được, nói chung là chúng ta có nhu cầu chúng ta làm thôi, nhưng mà theo Vũ nghĩ thì chúng ta không cần thiết. Mà quan trọng nhất á, trong một cái phòng chiếu phim á chính là phần mà xử lý âm học nội bộ trong căn phòng để cho âm thanh nó hay, nó hài hòa, nó ra đúng cái chất và nó mang lại cái giá trị của cái bộ âm thanh mà chúng ta lắp vào cái phòng xem phim đó. Thì cái phần mà xử lý là tiêu âm nó quan trọng, tiêu âm và tán âm là hai cái phần quan trọng nhất ở trong căn phòng nội bộ. Còn đối với gia đình thì chúng ta cũng không quan trọng vấn đề cách âm lắm đâu. Còn nếu mà chúng ta sợ làm phiền hàng xóm thì thật ra Vũ nghĩ với cái decibel mà xem phim bây giờ thì nó nội tiêu âm ở trong phòng nó đã giảm bớt một phần âm thanh nó lọt ra ngoài rồi. Thì cái đó là rất đơn giản, chúng ta chỉ cần xây tường 20 thôi, ví dụ như vậy. Còn nếu không thì chúng ta sẽ cách âm bằng những cái quất piu hay là những cái tấm poly để chúng ta cách cơ bản thôi là đã đảm bảo và Vũ nghĩ là sẽ đạt yêu cầu với khách hàng rồi. Vừa tiết kiệm kinh phí và vừa bỏ ra một số tiền hợp lý với cái nhu cầu của mình chứ không lãng phí ha. Ok rồi, như vậy là Vũ đã chia sẻ các bạn về cái phần mà tiêu tán cách âm. Và cái việc mà tiêu tán cách âm Vũ sẽ nói thêm về phần bên trong các bạn. Tán âm á, tức là để cho âm thanh nó được phản xạ ra đó, còn tiêu âm tức là nó sẽ giảm bớt và triệt tiêu một số âm, nó hút âm nha các bạn ha. Nhưng mà chúng ta lưu ý cái phần này với Vũ nha. Thì cái việc đó mà hiện nay á, về cái phần mà thiết kế á, thì việc mà tiêu tán âm á, nó rất là đa dạng rồi. Bây giờ nó không như ngày xưa nữa các bạn, dùng muỗng chân gà rất là xấu. Còn bây giờ chúng ta có rất là nhiều cách dùng những vật liệu của nội thất để chúng ta, những vật liệu nội thất nè, những vật liệu mà trang trí nè, tranh vải nè, rất là nhiều thứ. Thì cái này Vũ sẽ chia sẻ thêm sau. Những bạn nào, những khách hàng nào chúng ta không biết á, chúng ta có thể comment bên dưới hoặc là chúng ta có thể liên hệ với số hotline, thì Vũ sẽ sẵn sàng chia sẻ hết cho tất cả mọi người để mọi người tự setup ở nhà. Hoặc những khách hàng ở tỉnh á, không có thể ở Hà Nội hay đâu mà chưa đến được với Tiên Vũ á, thì Tiên Vũ sẵn sàng chia sẻ hết cho mọi người. Mọi người tự custom cho mình một cái căn phòng hợp lý. Đến hạng mục thứ ba là chúng ta sẽ quan tâm vấn đề là phong cách và thiết kế. Thì nói về phong cách thiết kế thì cái này thì Vũ sẽ không can thiệp nhiều. Nhưng mà thường khi mà Vũ làm cho khách hàng á, Vũ sẽ là người gợi ý cho khách hàng và phải dựa vào cái người khách hàng có thích cái gu như vậy hay không nữa. Và mình sẽ dựa vào những cái nhu cầu khách hàng.